Các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Qua nội dung của đoạn video mình chia sẻ vừa rồi, sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là mẫu áo sweater nỉ đôi bạn nha các bạn. Thì mẫu áo này có thể dùng cho các đôi bạn nam nữ thân nhau hoặc là các cặp tình nhân, hay là các bạn nữ thân đều có thể bận một đôi áo như thế này. Chúng ta diện một cái form áo như thế này thì nó sẽ vô cùng cá tính và nó rất là thoải mái luôn, với thiết kế là form khá rộng nha các bạn. Với chất liệu nỉ thì nó có thể giữ ấm cho các bạn nữa. Đồng thời những cái mẫu mã, những cái hình ảnh thì nó rất là trẻ trung, nó vô cùng năng động luôn nè các bạn thấy không. Đường chỉ may thì rất là đẹp, chất liệu thì khá là tốt nha các bạn, dày dặn ha. Đây form áo nè, các bạn có thể lựa chọn ha. Đây bằng áo đôi nè các bạn, rất là đẹp luôn. Giới thiệu với các bạn, đây là một shop trên Shopee được đánh giá là 4.8 sao, với 14.000 sản phẩm đã bán rồi và giá là từ 55.000 cho đến 59.000 một form áo như thế này, quá rẻ luôn đúng không các bạn. Các bạn có thể mua cho mình một vài chiếc áo như thế này để mình có thể bận thay đổi thường xuyên, tặng cho bạn bè, người thân của mình, người yêu của mình, bận đồ đôi cũng vô cùng đẹp luôn. Mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng xem thế nào nha. Đánh giá 5 sao này các bạn, giao hàng siêu nhanh, vải khá mỏng nhưng vẫn rất ấm, xốp mịn mềm mại rất là ưng luôn, màu xinh lắm, form áo rất ok. Đó, chụp hình gửi về nè các bạn, rất là thực tế ha. Chất áo mặc lên mềm hơn mình nghĩ. Áo đẹp, vải khá dày, rẻ nhưng chất lượng vô cùng, mọi người nên mua nhé, đóng hàng rất kỹ càng cho 5 sao. Nói chung thì một cái form áo đẹp như thế này, nó rất là tiện lợi như thế này mà chỉ có hơn 50.000 thôi. Các bạn còn đòi hỏi gì thêm nữa. Với cái đánh giá rất là tốt của khách hàng nè, với cái mức độ uy tín của shop, và mình cũng đã sàng lọc lên khá nhiều shop rồi. Và đây là một shop mà bán hàng mình thấy được đánh giá khá là cao. Các bạn nếu có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy an tâm các bạn nhé. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.